Chào, tôi là Chất. Nếu bạn đang cố để tuyệt hơn thì bạn đang là Chất. Đây không phải là vịt Kung Fu, tên anh là Chất. Không ai có thể làm anh chùng bước vì anh ta quá kiên cường. Anh ta sẽ không bao giờ gục xuống khi gặp nguy hiểm. Để mà nói thì anh ta khá ngầu, vẻ ngoài không tì vết. 10 siêu nhân hợp nhất vào một, người con trai quốc dân của chúng ta. Và anh ta là gà nhé. Để mà nói thì anh ta khá ngầu, vẻ ngoài không tì vết. 10 siêu nhân hợp nhất vào một, người con trai quốc dân của chúng ta. Gà Kung Fu. Binh đoàn bóng tối. Đến lượt ngươi, chúa tể Sinister. Hùng hộp sọ, đưa tiền đây bạn hiền. Tên khốn Sinister này, ngươi lục sạch tiền của ta rồi. Chiếc nhẫn bóng tối của ngươi thì sao? Đừng hòng nghĩ đến nó, tên vô lại. Ta đang chờ này, đồ cáu kỉnh. Nhẫn bóng tối là của ta. Gian lận, đồ kền kền đê tiện. Ngươi cả gan lừa chúa tể bóng tối ta sao? Tới lúc ta về nhà rồi. Nhẫn của ta đâu? Chúa tể Sinister. Nhờ ngươi mà ta sẽ trở thành chúa tể đảo cá rô đá. Và sẽ là chúa tể cả thế giới. Và gà Chất, ta sẽ tính sổ với ngươi. Dừng tập võ lại đi Chất. Dạo này ta ít có vụ án để xử lý quá. Cứ thế này, cuối tháng ta sẽ chẳng có tiền đâu. Tìm răng giả, trông trẻ, tóm lũ quỵt tiền phạt. Cậu gọi những thứ này là vụ án sao? Hãy xem phát minh mới của tớ đây. Máy bào giấy siêu cường. Tuyệt lắm. Cậu thử bào các siêu vụ án trên sàn nhà đi. Dễ như bỡn. Tớ nên chỉnh lại lực cắt của máy một chút. Tuyệt lắm. Giờ thả tớ xuống nhé. Tin đột ngột. Sự biến mất bí ẩn tại khu thể hình Long Vũ. Rốt cuộc thứ gì đã biến mất? Bóng của chúng tôi. Khi tôi đang luyện tập sáng nay thì bóng tôi bỗng biến mất. Thật lạ kỳ. Tung tích những chiếc bóng ở đâu? Đừng chuyển kênh để nhận cập nhật mới nhất. Gà Chất xin nghe. Chào Chất, cậu xem bản tin chưa? Vậy có ai trộm mất bóng của ngài thị trưởng rồi? Đúng, bóng của ta mất tích rồi. Ta không thể chơi tạo hình từ bóng nữa. Cậu mà lấy lại được tất cả bóng thì ta sẽ thưởng 1 triệu đô. Chúng tôi đang triển khai đây, thưa thị trưởng. Thế này mới coi là vụ án chứ cưng. Báo tốc độ. Vụ thu hoạch bóng sao rồi? Rất hoàn hảo, thưa chúa tể. Chủ nhân mới của các ngươi là ta. Tuân lệnh ta hoặc các ngươi sẽ bị nhốt lại vào nhẫn. Các chiến binh trung thành của ta. Đến lúc các ngươi tấn công thành phố rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Cứu, cứu tôi. Này, chọn ai cùng cỡ với ngươi để đánh đấy. Những chiếc bóng này không nhận sát thương, Chất ơi. Đừng lo, thật may là tớ có chiếc máy bào giấy siêu cường. Đấy, có hiệu quả này.
đấm tê giác. Sức mạnh không có tác dụng. Đối với lũ bóng này khó thật đấy. Chuyện này tệ rồi đây. Các cậu bám lấy tớ. Rắn cao su. Chúng ta thoát rồi. Ninja bóng ma. Hắn sẽ dẫn ta đến chúa tể Sinister. Mắt đại bàng. Hắn đang tới đại sảnh thành phố. Chết, ta phải thoát khỏi đây. Trực thăng Wing sẽ giúp chúng ta ra khỏi đây. Được rồi, đi thôi. Đây mới là sống chứ. Ngài cựu thị trưởng, ngài đã gặp hầu cận mới của ta chưa? Chúa tể Sinister, người sẽ phải trả giá. Ta sẽ tăng thuế của ngươi. Đồ ngốc này. Ngươi đã có chúng chưa? Quá dễ, thưa ngài. Lại gặp nhau rồi, Sinister. Chào mừng ngươi đến nhà mới của ta, chớt. Chuẩn bị ăn mổ này, chúa tể Sinister. Trước đó, ngươi phải đánh thuộc hạ bóng giỏi nhất của ta. Vì vậy, đây là bóng của ta mà. Bám lấy hắn. Cú đấm tê giác. Rắn cao su. Hắn bắt chước năng lực của mình sao? Mình có ý này. Khiêng ta tu. Rắn cao su. Bắt được rồi nhé. Này, tránh ra khỏi ta và ngăn hắn lại, đồ ngốc. Còn đứng mãi đấy. Ra đánh bản gốc của ngươi đi. Gì đây? Ngươi mất trí à? Muốn ta nhốt lại vào nhẫn không? Giúp ta phá hủy cái nhẫn đi chứ. Thật tốt khi ngươi quay lại, bóng ơi. Tuyệt quá chứ. Chưa kết thúc đâu. Nếu bên đoàn bóng của ta không hạ được ngươi, thì chính ta sẽ hạ ngươi. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, chúa tể Sinister. Ôi không, chém nhỏ hắn các ninja. Nhẫn của ta đâu? Xin lỗi, ông tìm thứ đó hả? Ôi không, đừng giam lại ta ở hầm ngục địa phủ nữa. Không. Lại một chiến công nữa từ các thành viên trứng vàng.
Giờ ngài thị trưởng hãy trả công cho bọn tôi. Có ngay đây. Vụ này hơi to rồi, Flick. Này. Không. Tớ mới điều chỉnh lại mấy bào giấy một chút. Có vẻ nó hoạt động ổn rồi, phải không? Tới đây, Win. Tớ sẽ bào cậu ra thành vụn giấy. Để tớ. Tiền của ta.